Có chuyện gì vậy em Tư? Em Tư là chị mà. Anh chết là do anh ép tôi tới đường cùng, chứ tôi cũng đâu có muốn giết anh đâu. Còn như bây giờ, số của anh tới đây đã tận, anh làm ơn đi, làm ơn buông tha cho tôi đi Sở Minh. Đừng có ám tôi nữa nha Sở Minh. Sao rồi? Dạ, con thấy bà Năm mang nhang đèn ra đúng như Thẩm đó cúng, mà trong hoảng loạn hoảng sợ lắm, mà miệng thì cứ lẩm bẩm kêu Sở Minh. Vậy là tao đã đoán đúng, chính bà ta đã giết nhân tình của mình để phi tan bằng chứng. Mặc dù biết trước như vậy, nhưng tao cũng thấy ghê sợ sự độc ác tàn nhẫn của bà ta. Không ngờ chỉ vì bảo vệ địa vị của mình mà bà ta ra tay tàn độc, giết chết người mà đầu ấp tay gối. Con người xấu xa như bả thì ta có loại trừ cũng không có gì quá đáng hết. Lự, dạ, đã đến lúc cứ theo kế hoạch của ta đã bày, giờ kết thúc bà ta được rồi đó. Dạ. Xem trọn bộ trên ứng dụng THVLI.